Hello, hello, hello. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thái Huỳnh Official. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một loại camera mới nhất của Sony vừa ra. Đó là Sony ZV-E10. Thật ra thì mình không phải là thợ nhiếp ảnh chuyên nghiệp đâu nha các bạn, nên là mình sẽ chủ yếu là đập hộp thôi để cho các bạn xem bên trong có cái gì. Còn nếu mà nói về chuyên môn chuyên sâu thì mình sẽ không nói đâu nhé. Khi mà mình mua cái này á, thì mình được tặng thêm hai cái món quà, đó là thứ nhất là cái cục pin đi kèm, cái thứ hai thì mình được tặng đó là một cái thẻ 32GB, tốc độ là 90MB. Ok, và bây giờ thì chúng ta bắt đầu nghi thức thôi ạ. Nghi thức của chúng ta là đập hộp. Đây, cái đầu tiên luôn luôn là một đống cái hướng dẫn, có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt luôn. Rồi, bây giờ chúng ta vô phần chính nhé. Đây là những gì có bên trong của hộp đây. Cái này các bạn thấy quen không? Rất quen. À, dây sạc ba chấu đây. Đây, thường thì chúng ta sẽ dùng cái dây sạc này. Pin. Đây là một cục nữa. À không, cái này là cái cục adapter để chuyển nguồn vô. Dây, cổng USB và C. Và đây, tên, chiếc máy của chúng ta đây. Màu đen luôn nha các bạn. Đây, rất là đẹp, rất là kiêu sa. Nếu mà nhìn qua thì chắc là các bạn thấy là nó cũng không có khác gì với lại cái Sony ZV-1 đúng không ạ? Cái này thì nó chỉ cải tiến thêm một số chức năng và đặc biệt rằng là ống kính cơ. Có nghĩa là với cái dạng ống kính này thì mình sẽ có thể ráp thêm nhiều cái dạng ống kính khác vô được nữa. Mình sẽ zoom vô bằng cái này. Cái nút C1 này là cái nút để mình lấy cái vật chủ thể nè. Từ cái ZV-1 thì họ đã có cái cấu trúc là nó có ba cái đường âm thanh vô đây, nên là thu âm thanh của nó cực kỳ tốt. Và ngoài ra để cái việc mà mình thu âm thanh mà nó không có bị cái tiếng gió bên ngoài á, thì họ có cho mình thêm một cái cục nữa. Cái cục lông này nè. Đây. Thì với cái chức năng như thế này nè, thì mình sẽ cản được phần gió và mình sẽ thu âm tốt hơn trong với cái điều kiện rằng là cái môi trường của mình nó có quá nhiều tiếng ồn hoặc là nó có cái phần gió hơi lớn. Nha. Nhưng mà đương nhiên là tất cả các dòng máy của Sony thì đều sẽ có một cái cổng riêng để cho các bạn kết nối micro, đó là cổng bên đây, cổng USB-C và cổng HDMI. Ngoài ra là mình có thêm cái cổng headphone. À, cái này là một trong những cái mà nó khác Sony Z1 nè các bạn. Có nghĩa là mình gắn cái headphone này vô thì khi mà mình quay hình mà mình thu tiếng á, thì mình có thể nghe được cái tiếng của mình ở trong cái máy nó như thế nào. Công tắc mở thì nó sẽ không còn là cái nút nhấn như ngày xưa nữa. Các bạn nhớ mà, các bạn nhớ là trong cái công tắc kia của mình á, mình sẽ là nút nhấn. Còn ở đây thì bây giờ công tắc nó sẽ là công tắc bật các bạn ha. On, off. Và đây là dòng máy ống kính cơ, chính vì vậy thì chúng ta sẽ không có cái chức năng là cái nắp đóng tự động nữa. Mà đối với ống kính cơ thì chúng ta sẽ phải sử dụng đó chính là nắp len. À, cái nút này là cái nút chúng ta có thể dặn nè các bạn. À, để mình chỉnh một số cái chức năng bên trong ha. Đây, bây giờ mình sẽ bỏ pin vô thử. Rồi, bây giờ mình sẽ khởi động thử nha. Không có gì luôn. Bây giờ thì chắc là mình sẽ cầm máy để sạc. Thường thì máy mới thì chúng ta nên sạc khoảng 8 tiếng để cho pin đầy thật đầy. Thì ở đây như các bạn thấy rằng là cái màn hình này nó vẫn là cái màn hình. Có thể mở ra, lật lại. Ok, đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Rồi, như vậy là mình đã sạc cục pin một đêm. Bây giờ mình sẽ khởi động nha. Đây là nút on và off. Đây là cái phần mềm mà mình có thể cài vô để kết nối với máy tính nè các bạn. Ê, tê. Ông cũng được mở ra rồi. Hiện tại thì mình đang quay và ghi âm thanh bằng cái microphone mà mình đeo nè các bạn.
Đây là mình sẽ quay cho các bạn thấy chế độ static đi ha. Mình đang đi và cái độ rung của nó cũng có một độ rung tương đối các bạn ha. Nhưng mà khi mà mình chuyển qua cái chế độ mà act thì nó sẽ mượt hơn rất là nhiều. Rồi, bây giờ mình sẽ thử một cái chức năng, đó là mình sẽ chuyển hình từ trong máy đã chụp. Các bạn thấy đó, mình đã chụp cái tấm hình này, mình sẽ chuyển cho điện thoại của mình thử nhé. Truy nhập vào một cái phần mềm của Sony, bấm vào nút FN, bao gồm các chức năng một hình, hoặc là mình có thể chọn cái chức năng là multiple image, tức là mình sẽ chọn những nhiều hình nhưng mà theo cái sự lựa chọn của mình ha. Vì mình chỉ chọn một hình thôi. Rồi, thì máy sẽ kêu mình là quét cái QR code. Xem QR code. Ok. Ok. Đây. Mình. Yes, đã được rồi mọi người ơi. Ok. Đây là một số hướng dẫn. Copy. Rồi, hình mình đã copy rồi. Yeah, yeah, yeah. Remote storing. Có nghĩa là mình có thể dùng cái này để mình chụp hình, mình có thể quay hình. Yes. Tiện quá đúng không? Ngoài ra thì mình cũng còn một chức năng nữa, đó là chúng ta có một cái phần mềm mới để edit phim. Các bạn thấy không? Bắt buộc phải là cái file được ghi hình bởi cái thiết bị của Sony thì mới được chọn. Rồi, như vậy là Tha đã đập hộp xong chiếc máy mới nhất của Sony, Sony ZV-M10. Hy vọng các bạn thích clip ngày hôm nay. Đừng quên subscribe, like và share. Cũng đừng quên bật chuông để có thể đón xem những clip mới nhất trên kênh Thái Huỳnh Official.